Lão tử đạo đức kinh chương 4, đạo trị nước. Hữu vi thì hỏng trị nước phải như nấu cá nhỏ. Nhà cầm quyền nào thời đó cũng lo mở mang đất đai, miệng thì nói mưu hạnh phúc cho dân mà hành động thì ngược lại. Triều đình thật ô uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng, mà họ bận áo gấm theo, đeo kiếm sắt, ăn uống chán mứa, của cải thừa thải. Như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo chương 53. Trong đạo đức kinh chỉ có mỗi chương đó là giọng gây gắt. Lão tử cũng như khổng tử, mặc tử, thực tâm thương dân và mỗi nhà đưa ra một giải pháp cứu dân. Khổng bảo phải chính danh, mặc bảo phải kim ái. Lão tử cho rằng xã hội sở dĩ loạn, dân sở dĩ khổ là vì không sống theo đạo, không thuần phát, quả dục, do đó mà sinh ra tham lam, chém giết nhau. Vậy Bậc Thánh Nhân ông dùng chữ này để trỏ Bậc Vua Chúa biết giữ đạo phải làm sao cho dân phản phát trước hết. Muốn vậy, chính họ phải giữ cái phát, giữ cái phát để điều khiển trăm quan. Thánh Nhân giữ thuần phát mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chi cắt chi ly. Chương 28 Giữ được cái phát thì vạn vật sẽ tự động quy phục đạo vĩnh viễn không có tên, chất phát, tùy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được. Các bậc vương hầu biết giữ nó, thì vạn vật sẽ tự động quy phục. Chính sách trị nước đó, lão tử gọi là vô vi. Các triết gia như khổng, mà không nghĩ vậy, mà đưa thuyết nhân nghĩa lễ trí ra để rang đời. Còn các chính khách thì đề nghị sửa đổi luật pháp, càng ngày càng xa đạo mà càng lặng thêm, kết quả ngược với ý muốn lão tử bảo thiên hạ không thể trị bằng cách đó được vì thiên hạ là một đồ vật thần diệu không thể hữu vi không thể cố chấp được hữu vi thì làm cho thiên hạ hỏng cố chấp thì mất thiên hạ ông dùng một hình ảnh tài tình trị nước lớn như nấu cá nhỏ trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống động tới nó nhiều quá thì nó sẽ nát trị nước lớn mà can thiệp vào việc dân nhiều quá, dân sẽ trá ngu, chống đối. Đó là hậu quả của chính sách hữu vi. Ngược lại, vô vi, ít can thiệp vào việc của dân để cho dân thuận tự nhiên mà sống, thì dân sẽ tự hóa, sẽ vui vẻ mà phát triển theo bản năng của họ. Chương 57 Ta không làm gì mà dân tự cải hóa, ta ưa thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, ta vô dục mà dân tự hóa ra chất phát. Như vậy là không làm gì mà không gì không làm vô vi nhi bất vô vi, đúng với luật tự nhiên của đạo. Đạo vĩnh cửu thì không làm gì vô vi vì là tự nhiên mà không gì không làm vô bất vi vì vạn vật nhờ nó mà sinh, mà lớn, bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa công dụng của vô vi lớn như vậy vì nhà cầm quyền đồng hóa với đạo rồi hướng dẫn dân cũng đồng hóa với đạo, điều đó ít ai bị kịp. Chính sách vô vi. Bước đầu của vô vi là giảm thiểu, Lão Tử gọi là tổn. Chương 48. Theo đạo thì mỗi ngày một giảm, giảm rồi lại giảm cho tới mức vô vi vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, vị trí vô vi chúng ta nhớ một quy luật của đạo là tổn hữu dư mà chính sách thời đó phiền hà quá nhữ sự quá cho nên lão tử bảo phải thu hẹp phạm vi chính sự lại cho đến cái mức tối thiểu chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên của con người thôi chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư tỉnh bụng thì no tâm trí thì yếu không ham muốn không tranh giành xương cốt thì mạnh khiến cho dân không biết không muốn mà bọn trí xảo không dám hành động theo chính sách vô vi thì mọi việc đều trị còn những cái khác như ngũ sắc ngũ âm ngũ vị những vật quý đều có hại đều phải bỏ hết lão rất ghét những vàng bạc châu báu mà ông gọi là nan đắc chi hóa cho nên ông dặn đi dặn lại bất quý nan đắc chi hóa để cho lòng dân khỏi loạn tóm lại là thánh nhân cầu cho no bụng mà không cầu vui mắt vì phúc bất vì mục. Như trong chương ba tôi đã trình bày, ông chê cả nhân, nghĩa, lễ, trí của nho gia, muốn tuyệt cả thánh, bỏ cả trí. Dứt thánh thánh của nho gia, bỏ trí, dân lợi gấp trăm, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ dứt trí xảo bỏ lợi, không có trộn giặc. Bỏ cả học đi, vì tuyệt học thì vô ưu, càng học thì dục vọng và sự trí xảo mỗi ngày càng nhiều vi học nhật ít, mà dân càng hóa ra khó trị. Thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo, mà làm cho dân đôn hậu, chất phát. Dân sở dĩ khó trị là vì nhiều trí mưu. Khổng, mặc đều cho sự dạy dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà cầm quyền, cho nên có danh từ chính giáo hễ nói tới chính trị trị dân thì phải nói tới giáo dân dạy dân mà dạy dân thì dùng lễ nhạc và giảng cho dân đạo nhân nghĩa hiếu trung lão tử ngược lại bảo thánh nhân xử sự, sự theo thái độ vô vi dùng thuật không nói mà dạy dỗ hành bất ngôn chi giáo dạy dỗ bằng cách không nói là để cho vạn vật sinh trưởng mà không can thiệp vào từ xưa tới nay chứ ai tin ở bản tính con người bằng lão tử Vậy là quy tắc phú chi, giáo chi của khổng phải bỏ. Không dạy cho dân thì không cần chữ viết, trường học mà cũng không cần luật pháp, nhà tù. Đó là chúng tôi suy luận như vậy, chớ lão tử chỉ bảo. Chính lệnh rõ ràng nghiêm và chi ly thì dân kiêu bạc. Và dân không sợ chết thì sao lại dùng tử hình dọa dân? Nếu làm cho dân luôn luôn sợ chết mà có kẻ nào phạm pháp ta cũng bắt được mà giết thì ai còn dám phạm pháp nữa. Sự thật không phải như vậy cho nên hình pháp mới vô hiệu. Có đấng ti sát tước đạo trời chuyên lo việc giết, nếu vua chúa thay đấng ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đẻo. Thay thợ đẻo thì ít khi không đứt tay. Ông tin rằng kẻ nào làm bậy thì trời sẽ không tha. Lưới trời lồng lộng, thư mà khó lọt thiên vọng khôi khôi, sờ nhi bớt về kinh tế, lão tử chủ trương chính sách tự do. Chương 57, ta không ban giáo lệnh mà dân tử phú túc. Càng ban nhiều lệnh cấm thì nước càng nghèo vì làm thì sợ phạm cấm mà không dám làm, hoặc những lệnh cấm đó cản trở công việc làm ăn của dân, ngược với luật thiên nhiên, kết quả tai hại. Thuế sẽ đánh rất nhẹ. Chương 75, dân sợ dĩ đói là vì nhà cầm quyền thu thuế nặng quá, cho nên dân đói bắt dân đóng thuế quá nặng để cho nhà cầm quyền xa xỉ tự phụng dưỡng quá hậu thì họ sẽ coi thường cái chết mà nổi loạn dân chỉ cần no bụng ấm thân ở yên cho nên ngoài việc trồng trọt và nuôi tầm chỉ cần chế tạo vài đồ dùng cần thiết như lưỡi cày dao búa chén bát dù có thuyền xe cũng không ngồi có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người cũng không dùng cộng hòa chấm tám không vậy là công nghiệp giảm tới mức tối thiểu, mà thương nghiệp không cần thiết, chỉ trao đổi hiện vật với nhau là đủ. Về võ bị, lão tử chủ trương bất tranh thì tất nhiên phản chiến hơn ai hết. Trong đạo đức kinh có tới 6-7 chương bàn về vấn đề đó. Chương 30 Người giữ đạo mà phò vua thì không dùng binh lực để mạnh hơn thiên hạ. Vì việc như vậy thường hay quay ngược trở lại hiếu chiến thì lại chết vì chiến tranh. Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc ở đấy. Sau trận chiến tranh lớn, tất bị mất mùa đại quân chi hậu tấp hữu hung niên. Dù có mạnh lên một thời rồi cũng suy, cường tráng thì rồi sẽ già, đó là luật phản phục, luân phiên của các tương phản. Tiếp ngay chương sau, lão tử lại bảo, binh khí là vật bất tường, ai cũng ghét cho nên người giữ đạo không thích dùng nó. Chương 46 thiên hạ có đạo thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy thiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường chứ không sinh ở nhà và ông khuyên các vua chúa nước lớn cũng như nước nhỏ phải khiêm nhu để tránh chiến tranh cho thiên hạ nước lớn nên ở chỗ thấp chỗ quy tụ của thiên hạ nên giống như giống cái trong thiên hạ giống cái nhờ tỉnh mà thắng giống được ham động lấy tỉnh làm chỗ thấp cho nên nước lớn mà khiêm hạ đối với nước nhỏ thì được nước nhỏ xưng thần nước nhỏ mà khiêm hạ đối với nước lớn thì được nước lớn che chở như vậy là một bên khiêm hạ để được nước nhỏ xưng thần một bên khiêm hạ mà được nước lớn che chở nước lớn chẳng qua chỉ muốn gồm nuôi nước nhỏ nước nhỏ chẳng qua muốn thờ nước lớn khiêm hạ thì cả hai đều được như ý muốn nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được thế giới mà dân tộc nào cũng khiêm nhu bất tranh cá nhân nào đối với nhau cũng khiêm nhu bất tranh như vậy thì nhân loại cực kỳ văn minh rồi nhưng luật phản phục tự nhiên luật luân phiên của các tương phản coi chừng hai phần này tức thịnh rồi suy tráng tới lão dương cực rồi sinh âm thì hòa bình rồi tất sẽ phải có chiến tranh không thể có tình trạng vĩnh viễn hòa bình được Chắc lão tử hoặc các môn đệ đời sau của ông hiểu như vậy, nên xét thêm cả trường hợp bất đắc dĩ phải dùng binh thì phải làm sao? Trường 68 khuyên nên chiến đấu với tinh thần bất tranh. Viên tướng giỏi không tỏ ra vũ dũng, người giỏi tác chiến không tỏ ra hung hăng, người khéo thắng dịch không giao phong với địch, người khéo chỉ huy thì tự đặt mình ở dưới người. Như vậy là có cái đức không tranh với người như vậy là biết dùng sức của người, như vậy là hoàn toàn hợp với đạo. Chương 69 lại tiếp. Thuật dụng binh có câu, ta không dám làm chủ tức khiêu chiến mà chỉ muốn làm khách tức ứng chiến, không dám tiến một tấc thà chịu lùi một thước không muốn hung hăng mà chịu nhường địch. Như vậy dàn trận mà không thành hàng, xua đuổi mà không dám đưa cánh tay ra. Tùy có binh khí mà như không dùng binh khí, tùy có địch mà như không chạm trán với địch, họa không gì lớn bằng khinh địch, khinh địch thì sẽ mất những vật báo của ta. Cho nên khi hai bên cử binh giao chiến, bên nào tự ái bên đó sẽ thắng lợi. Những vật báo của ta tức là ba đức, lòng tự ái, tính kiệm ước, tính khiêm, không dám đứng trước thiên hạ, trong chương 67. Chương đó mà chúng tôi ngờ của người sâu thêm vào vì lão chỉ xét lý thuyết, nguyên tắc, không đi vào chi tiết, Nhất là những chi tiết về binh pháp khiến chúng tôi nhớ hai truyện chiến nhi bất tranh trong thời xuân thu, một truyện chép trong La Civilisation Chinoi của Marcel Granet Albin Misen Paris 1946 và một trong Thiên 33 sách hàng phi tử. Granet kể trong một cuộc giao chiến giữa Tấn và Sở, một chiến xa của Tấn xa lầy, tiếng không được, tình cảnh nguy ngập, tướng Tấn lầy hoay không biết làm sao tướng sợ đứng yên ngó rồi chỉ cho cách gỡ bỏ bớt then ngang cùng cỡ và khí giới đi. Quân tấn nghe theo, thoát ra khỏi chỗ lầy được. Còn hàng phi thì nhắc lại chuyện tống và sở giao tranh ở trác cốt. Quân sở đương qua sông, quân tống đòi thừa dịp tấn công ngay. Tống tương công không cho, bảo để địch qua sông đã. Khi quân sở qua sông hết rồi, quân tống lại xin tấn công, tương công cũng bảo, khoan, đợi chúng dàn trận đã sở dàn trận xong đánh bại tống tương công bị thương mà còn bảo bậc quân tử không đánh quân địch khi họ đương ở bước khốn cùng tinh thần quân tử tự ái khi lâm chiến của thời xuân thu đó tôi nghĩ khó mà có được trong các bộ lạc sống theo thiên nhiên khi họ đối đầu nhau trong các cuộc săn thú trong chiến tranh mà muốn giữ luật thiên nhiên thì phải như loài cọp loài chim ưng loài cá mập nhưng lời dưới đây lão tử khuyên những kẻ thắng trận thì rất đúng. Người khéo dùng binh hệ có hiệu quả, đạt được mục đích thì thôi, không dám ỷ mạnh hơn thiên hạ, đạt được mục đích mà không tự phụ, đạt được mục đích mà không khoe công, đạt được mục đích mà không kiêu căng, đạt được mục đích mà bất đắc dĩ, đạt được mục đích mà không lấy làm mạnh. Và bất đắc dĩ phải dùng nó mà dùng đến thì điềm đạm tránh cực đoan là hơn cả thắng cũng không cho là hay nếu cho là hay tức là thích giết người kẻ nào thích giết người thì không thực hiện được lý tưởng trị thiên hạ thắng mà kêu tức là tự mình đào cái hố để chôn mình cho nên lê lợi sau khi thắng quân minh quan trung sau khi thắng quân thanh đều đã quả nhi vật căn đạt mục đích mà không tự phụ như lão tử nói nhưng gặp phải trường hợp mình càng khiêm nhu Địch càng tàn bạo thì làm sao? Lão tử, như tôi đã nói, chỉ đưa ra nguyên tắc, không đi vào chi tiết. Tuy nhiên, cứ theo chủ trương nhu thắng cương của ông thì chúng ta chỉ có thể nhẫn, kiên nhẫn chịu, đợi cho một ngày kia đạo sẽ tổn cái hữu dư của họ, và khi họ suy rồi thì dĩ đức báo oán chương 63. Nhu như vậy mới thật là cương, cần có nghị lực rất lớn, chứ không phải hèn nhát. Như như vậy là biết mềm mỏng, chịu khuất để từ bảo toàn được, khúc tắc toàn. Trước sau, tuyệt nhiên không dùng âm mưu, trá thuật. Chương 36 khiến một số người thắc mắc, chương đó chép. Muốn cho vật dị thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Có người cho như vậy là lão tử khuyên người cầm quyền dùng âm mưu, trá thuật như các chính trị gia thời chiến quốc, chẳng hạn như tấn hiến cung muốn đánh nước ngu, mới đầu đem tặng vua ngu ngọc bích và ngựa. Hàng khang tử đem đất dân trí bá để trí bá hóa kiêu, đòi đất của ngu, các nước khác thấy trí bá quá tham, sợ sắp đến phiên mình, vội liên kết nhau diệt trí bá. Lão tử ghé xảo trá đâu lại khuyên người ta dùng âm mưu, ông chỉ muốn phá thuật của bọn âm mưu và dặn chúng ta coi chừng đấy thôi. Ngăn người trước bằng phát, như vậy là gần như hoàn toàn vô sự, không có việc gì làm cả, không có lễ, nhạc, giáo dục, không có hình pháp, võ bị, không lo về kinh tế, khỏi phải chia ruộng, chia đất tỉnh điền. Cũng chẳng cần phải xây cất kho lẫn, dinh thự, đường xá, lục bộ bộ lại, bộ hình, bộ lễ, bộ binh, bộ hộ. Bộ công khỏi phải thiết lập ngũ tư các chức tư đồ, tư mã, tư thông, tư sĩ, tư khấu hóa ra vô dụng mà chính phủ được giảm tới mức tối thiểu. Tại triều đình có 10 vị quan, mỗi địa phương có vài vị là đủ. Họ không có quyền can thiệp vào đời sống của dân chỉ có mỗi nhiệm vụ giữ sao cho dân thuần hậu, chất phát. Như vậy là giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên mà không dám làm can thiệp vào. Nếu vì được tự do mà có kẻ còn lòng tư dục, sinh ra tham lam, xảo trá, tranh giành, thì nhà cầm quyền sẽ dùng cái phát mà ngăn lại, như chương 37 đã chỉ. Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái vô danh chi phát cái một mặt vô danh mà trấn áp khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định phải ngăn ngừa thật sớm giải quyết việc khó từ khi còn dễ thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ vì việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc còn nhỏ do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn phải thật sáng suốt nhờ đức hư tỉnh để thấy trước cái loạn sắp xảy ra cái gì an định thì dễ nắm điểm chưa hiện thì dễ tính ngăn người sự tình từ khi chưa manh nha trị loạn từ khi chưa thành hình cây lớn một ôm khởi sinh từ cái mầm nhỏ đài cao chín từng khởi từ một sọt đất đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân Muốn ngăn người từ khi chưa manh nhà chỉ có cách theo dõi lời khuyên trong chương 3 đã dẫn, không phơi bày cái gì gợi lòng ham muốn của dân mà phải khiến cho dân không biết, không muốn. Sử dân vô tri vô dục, tắc vô bất trị, đó là quy tắc căn bản trong việc trị dân, đó là chính sách vô vi của lão tử. Trong bộ hàng phi tử, cuối chương 7 phần 2, chúng tôi đã so sánh thuật vô vi của lão tử với thuật đó của khổng, trang và hàng phi. Ở đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt lại thôi. Khổng tử là người đầu tiên dùng bốn chữ vô vi nhi trị chương vệ linh công bài 4. Ông cho vô vi là vua phải cảm hóa dân bằng đức của mình, dạy dân bằng lễ, nhạc, ít dùng hình pháp. Lão tử coi vô vi là để dân thuận theo tự nhiên mà sống không can thiệp vào đời sống của dân nhưng vẫn coi chừng ngăn người dân có lòng dục vẫn giữ chính phủ chỉ giảm tới mức tối thiểu thôi trang tử cho như vậy chưa đủ phải bỏ chính phủ đi để cho dân hoàn toàn tự do cứ theo bản năng mà sống vì dân tự biết cái họa để tránh không ai được theo ý mình mà ép buộc dân ngay đến việc hướng dẫn dân cũng không nên nữa còn hàng phi thì cho vô vi là vua chỉ trị quan lại chứ không trị dân bắt quan làm hết mình không làm gì cả mà muốn vậy thì phải đặt ra hình pháp nghiêm khắc dùng thuật để bắt quan lại và dân phải làm theo đúng ý mình không dám phản mình như vậy hiểu theo lão tử là cực hữu vi chứ không phải vô vi trang và hàng ở hai thái cực trang cực vô hàng cực hữu khổng và lão ở giữa khổng gần hàng, lão gần trang. Bỏ trang ra không kể, khổng và lão đều được các vua chúa trọng nhưng không theo. Hàng bị tần thu hoàng giết mặc dầu vẫn nhờ chánh sách của hàng nói chung là của các pháp gia mà thống nhất được Trung Quốc. Từ đó tới nay, quốc gia nào cũng theo chính sách hữu vi mà ngày càng hữu vi hơn. Từ cách ông vua Ông vua của pháp gia đáng sợ nhất câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung là của pháp gia chứ không phải của nho gia ông vua đáng trọng nhất là ông vua lý tưởng của khổng tử mà ông vua dễ thương nhất là ông vua vô vi của lão tử khổng tử đưa ra thuyết chính danh là có ý buộc ông vua phải làm tròn sứ mạng ông vua và tư cách ông vua nghĩa là phải yêu dân dân chi sở hiếu hiếu chi dân chi sợ ố ố chi đại học lo cho dân đủ ăn dạy dỗ dân phải kính cẩn giữ mình mà làm việc thì giản dị cứ kính hành giảng. Lão Tử cũng cho rằng vua phải phục vụ dân, hy sinh cho dân. Cuối chương 13, ông bảo, Người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được. Ông gọi hạng vua chúa biết theo đạo mà trị dân là thánh nhân mà đạo thì trời đất trường cửu sở dĩ trời đất trường cửu được là vì không sống riêng cho mình mà sống cho vạn vật nên mới trường sinh được vua chúa cũng phải vậy cho nên tiếp theo câu trên vì vậy thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được như vậy chẳng phải vì thánh nhân không tự tư mà thành được việc riêng của mình ư không tự tư vô tư còn có nghĩa nữa là không có thành kiến, coi ai cũng như ai. Chương 49. Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Thánh nhân tốt với người tốt, tốt cả với những người không tốt, nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra tốt, tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin, nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra đáng tin. Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư vô dục trị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên. Trăm họ đều chăm chú nghe nhìn thánh nhân, thánh nhân đều coi họ như con trẻ. Dùng người thì không bỏ ai, cả những người không thiện, vì người thiện người đắc đạo là thầy của người không thiện người không đắc đạo, người không thiện là của dùng để người thiện mượn. Không trọng thầy, không yêu của dùng thì dù cho khôn cũng là lầm lẫn lớn. Thế thì tại sao có câu, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi xô cẩu trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm thánh nhân bất nhân coi trăm họ như chó rơm ở đầu chương năm về -E viện câu đó để chê chính sách dùng người của lão tử là tàn nhẫn, tùy cơ, vắt chanh bỏ vỏ, như chính sách của Pháp gia đời sau. Theo Weger, chữ bách tính ở đây trỏ trăm quan, quan nào còn có ích cho nước thì dùng, vô ích hoặc có hại cho nước thì diệt. Như con chó cách bằng rơm để dùng trong việc cúng thần, khi cúng thì long trọng bày lên bàn thờ, cúng xong thì liện ra đường cho người đi qua dẫm lên đầu lên cổ. Chúng tôi nghĩ không phải vậy, lão tử chỉ muốn khuyên ta trị dân thì cứ theo đạo, theo tự nhiên, không có thành kiến, không tư tâm, cũng như đạo đối với vạn. Sau cùng, vua chúa phải có đức khiêm hạ và lão tử nhấn mạnh vào đức này nhất. Công của thánh nhân rất lớn, nhưng không được khoe tài, cậy công. Chương 2 Thánh nhân khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới. Vì không quan tâm tới nên sự nghiệp mới còn hoài. Chương 10 nhắc lại Thánh nhân sinh và dưỡng vạn vật, sinh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ. Rồi chương 77 nữa, thánh nhân làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới, không biểu hiện đức của mình ra. Không những vậy, công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời, không dám ở trên thiên hạ, mà nên ở dưới thiên hạ, như sông biển ở chỗ thấp hơn hết các khe, lạch, nên mới quy tụ được mọi khe lạch mà làm vua các khe lạch ở chỗ thấp nhất trong thiên hạ thì phải chịu nhận mọi cái ô nhục mọi tai họa có vậy mới làm vua được thiên hạ mới là khéo chỉ huy người như vậy là sang biết lấy hèn làm gốc cao biết lấy thấp làm nền càng cao sang lại càng phải khiêm hạ cho nên vua chúa mới tự xưng là cô quả bất cốc chỉ có lão tử mới bắt vua phải khiêm hạ như vậy khiêm hạ như vậy thì vua ở trên mà dân không thấy nặng cho mình ở trước mà dân không thấy hại cho mình mới vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán ông vua nào khiêm hạ né mình tới mức dân không biết có vua nữa quên hẳn công vua đi nhờ vua hưởng được an lạc mà cứ tưởng là tự nhiên mình được vậy ông vua đó mới là ông vua lý tưởng của đào lão bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua thấp hơn một bậc thì dân yêu quý và khen thấp hơn nữa thì dân sợ thấp nhất thì bị dân khinh lờn vua thành công việc xong rồi mà trăm họ đều bảo tự nhiên mình được vậy đó mới thật là tuyệt đỉnh của vô vi theo quan niệm của lão tử các bậc thánh vương của nho gia như nghiêu thuấn hạ vũ văn vương võ vương chỉ là hạng nhì các vua giỏi dùng thuật pháp của pháp gia đứng hạng ba còn bọn hôn quân đứng hạng cuối. Dân không biết có vua, quên công của vua đi, như vậy là lão tử đặt dân ở trên vua. Cho nên chương ba phần này chúng tôi nói lão tử lật ngược tôn ti của chế độ phong kiến. Quốc gia lý tưởng Chương áp chót trong đạo đức kinh phát họa cho ta một quốc gia lý tưởng theo lão tử. Nước nhỏ, dân ít, dù có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người có người dịch là dù có binh khí dịch cách nào cũng không trái với tư tưởng lão tử cũng không dùng đến ai nấy đều coi sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa có thuyền xe mà không ngồi có binh khí mà không bày bỏ hết văn tự bắt dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ để ghi những việc cần phải nhớ thức ăn đạm bạc mà thấy ngon quần áo tầm thường mà cho là đẹp nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giảng pháp mà lấy làm vui nghĩa là chỉ lo ăn no, mặc ấm, ở yên, sống vui, ghét xa xỉ. Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau. Lý tưởng đó là trở về chế độ bộ lạc dân chủ, tự túc, tự lập thời thượng cổ, mọi người sống theo tự nhiên, tuy có vô tức tù trưởng nhưng tù trưởng cũng sống như người khác không can thiệp vào đời sống của ai cả chúng ta thấy lão tử không muốn thống nhất thiên hạ đây cũng là một điều ngược hẳn với chủ trương của khổng mạnh mặc tử và pháp gia ngược với xu thế thời đại xã hội lý tưởng đó tưởng như dã man mà thật ra cực văn minh vì biết cái hại của văn minh mà tự ý từ bỏ nó có thuyền xe mà không ngồi có binh khí mà không dùng, chứ không phải là chưa tới trình độ chúng ta gọi là văn minh. Cũng như một phú gia chán ghét đời sống vật chất xa xỉ, có hại cho tâm hồn, mà trở về đời sống giản dị. Đạm bạc của người nghèo trường hợp Leon Tolstoy khi về già chứ không phải là chưa biết cảnh phú quý. Áp dụng đúng thuyết phản phát vô vi của lão tử thì tất nhiên đưa tới một xã hội như vậy mà chỉ trong những tiêu quốc như vậy mới áp dụng được thuyết của ông. Nhiều người trách ông là ảo tưởng, nhưng triết gia nào muốn xây dựng một xã hội mới mà chẳng có ít nhiều ảo tưởng. Lời kết, tương truyền khổng tử bảy ngày trước khi mất, nói với tử cống mà rơi nước mắt. Thiên hạ loạn từ lâu mà không một ông vua nào chịu theo lời khuyên của thầy. Thầy sắp đi đây. Trong đạo đức kinh cũng có một lời phàn nàn người đời không ai hiểu mình nghe mình. Chương 70 chép. Lời dạy của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, mà thiên hạ không ai hiểu được, làm được. Lời của ta có tôn chỉ, việc của ta có căn bản. Vì thiên hạ không hiểu ngôn luận của ta nên không biết ta. Có người ngờ lời đó không hẳn là lời của lão tử vì ông rất khoáng đạt, không than thân, không trách đời như vậy. Cũng có lý đấy. Nhưng nếu quả thực lão tử chán ngán xã hội Trung Quốc đương thời mà vượt cửa ải hàm cốc, đi về phương Tây, mất tiết thì lời phàn nàn dẫn trên rất dễ hiểu. Đời sống của lão tử sẽ vĩnh viễn là một bí mật, chúng ta không thể quyết chắc điều gì cả. Dù sao chương 70 cũng cho ta thấy hai điều này. Tác giả chương đó nhận rằng học thuyết lão tử rất có hệ thống, căn bản. Học thuyết đó ít người theo. Tư mã thiên khi chép đời lão tử bảo hai phái khổng, lão chê bai lẫn nhau, đạo khác nhau thì không cùng bàn với nhau được. Lão học quả có bị một số học giả cuối thời chiến quốc chê, nhưng nhẹ nhẹ thôi, đại khái là quá trọng sự nhu nhược tuân tử, lã thị xuân thu, sự hư tỉnh vô vi trang tử thiên hạ. Tư mã thiên chỉ bảo, lý nhị chủ trương vô vi mà dân tự cảm hóa, thành tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính chứ không phê bình gì cả. Thật ra đó chỉ là lời nhận định thôi chứ không phải là lời chê bai hay bác bẻ. Tuyệt nhiên không có ai mặc sát cả. Mà rõ ràng lời lão tử đã thực sự phản lại chứ không phải chỉ là có vẻ như phản nhục phản tất cả những học thuyết đương thời, khổng, mặt, pháp. Muốn chê lão tử là việc rất dễ. Có thể viết 10.000, 20.000 chữ để bác bẻ 5.000 chữ trong đạo đức kinh được. Chúng tôi đã thấy Trương Khởi Quân viết khoảng 12.000 chữ và Ngô Tất Tố viết khoảng 2.000 chữ để chỉ trích lão tử. Và còn bao nhiêu nhà nữa mà chúng tôi chưa được đọc. Người ta có thể trách lão tử là quá sung thượng tự nhiên, cho tự nhiên là hoàn hảo tột bậc, năng lực vô biên, một thần khi. Loài người chỉ phải tuân theo, không được làm trái lại, không được tìm cách sửa đổi, càng sửa đổi càng có hại. Nhìn các màu sắc, bộ phận của bông hoa một cánh bướm càng phân tích cơ thể một con chim một em bé sơ sinh càng suy tư về sự vận hành của các tinh tú năm năm chúng ta càng thấy sự nhiệm màu của tự nhiên sự nhiệm màu đó thành hình nhờ hàng tỷ năm biến chuyển chứ không phải trong một hai thế hệ nhưng tự nhiên đâu phải cực hoàn hảo nó còn tiếp tục biến chuyển nữa trong không biết bao nhiêu tỷ năm nữa sẽ còn tiến bộ nữa và nhân vi đã có thể giúp cho nó tiến mau hơn dù trong một phạm vi nhỏ. Hoa cúc rừng đầu có đẹp bằng hoa cúc ở Ngọc Hồi Hà Nội, ổi rừng, xoài rừng đầu có ngon và lớn bằng ổi xá lị Mỹ Thuận, xoài cát Cần Thơ. Nhưng lực rõ ràng đôi khi đã thắng thiên, trẻ sơ sinh ngày nay không chết nhiều như ngày xưa. Chúng ta đã đổ bộ được lên mặt trăng và báo đang có một số nhà khoa học đã ráng bắt những tín hiệu phát từ các hành tinh cách trái đất cả hàng tỷ năm ánh sáng tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giây. Sùng thượng tự nhiên, mạc sát nhân vi, tức là phủ nhận sự tiến bộ, sự văn minh, trở về huyền thoại con người giả mang, cho đời sống con người sơ khai sung sướng nhất, tính tình của họ dị thương nhất. Huyền thoại đó không còn ai tin nữa mà những người đưa ra huyền thoại đó chắc chưa hề sống trong các bộ lạc săn đầu người ở châu Phi hoặc trong vài đảo xa lô để thấy thổ dân nuôi đàn bà cho mập như heo để làm thịt trong các ngày lễ. Xét chung, quả thực con người càng văn minh càng gian trá, lòng dục càng tăng, sự cạnh tranh để sinh tồn càng khốc liệt. Cái phát của người sơ khai có điểm khả ái thật, nhưng bảo họ là con người lý tưởng, đáng quý hơn những người mà chúng ta gọi là đạo đức, rồi kết luận rằng phải tuyệt thánh khí trí, bỏ hết nhân nghĩa, lễ, trí, tính đi, bỏ học, bỏ văn tự đi, dùng trở lại lối thắt nút thì thật vô lý. Ai cũng tôn trọng khổng tử, lão tử, thích ca, kỳ tô. Hơn những con người còn chất phát còn ăn lông ở lỗ, mà những vị đó do văn minh, nhân vi tạo nên, chứ không phải là do tự nhiên. Từ khi có loài người cho tới khi có những vị đó, đã phải mất cả triệu năm, cả chục triệu năm kinh nghiệm giáo hóa. Ngay đến việc đem tự nhiên và nhân vi đối lập với nhau cũng là một điểm vô lý nữa. Biết đâu là ranh giới giữa hai cái đó. Xã hội lý tưởng của lão trong chương 80, tuy chất phát thật đấy nhưng đâu phải là tự nhiên, mà chính là nhân vi rồi. Còn người nguyên thu đầu có quần áo, nhà cửa, đầu biết nuôi gà nuôi chó. Một thật là tự nhiên thì phải ăn lông ở lỗ, còn sống như bộ lạc giữa rừng châu phi cũng đã là nhân vi rồi mà muốn giữ cái đức cái phát của lão thì phải như loài muôn thú hàng ước triệu năm trước ra sao này cũng vậy chúng ta khác loài muôn thú ở điểm muốn cải thiện đời sống của mình và có đủ thông minh tài năng để cải thiện nó lòng muốn đó là tự nhiên chứ không phải là nhân vi nếu bảo lòng muốn đó trái với tự nhiên thì do đâu mà nó phát sinh vì theo lão con người do đạo sinh ra đức nuôi dưỡng phát triển theo tự nhiên để cuối cùng trở về đạo kia mà loài người không chỉ có nhu cầu ăn no mặc ấm mà còn có nhu cầu ăn cho ngon mặc cho đẹp hiểu biết thêm sáng tạo ra một cái gì bảo người trị dân chỉ nên làm cho dân lòng thì hư tỉnh bụng thì no tâm trí thì yếu xương cốt cứng mạnh là không cần nhân tình vả lại đã chủ trương vô vi mà sao lại còn đề nghị xóa bỏ văn minh đi. Làm sao xóa được? Phá hu hết từ lâu đài, cầu cống, đồ dùng, máy móc, tới sách vở, chữ nghĩa vải vóc, xe, ngựa, chăn. Dù cho được đi nữa, thì sống như người nguyên thu trong một thời gian, con người sẽ tìm tòi, phát triển, lần lần tạo nên một nền văn minh mới. Như vậy là không thực tế. Triết lý khiêm nhu, bất tranh rất có hại, đưa tới sự diệt thân, diệt chủng. Nó cũng trái với tự nhiên, với bản năng tự vệ của con người. Muốn hoàn toàn theo tự nhiên, theo đạo thì đáng lẽ phải tán thành tự do cạnh tranh chứ, vì luật cạnh tranh để sinh tồn là một luật tự nhiên. Người ta còn trách lão tử ngu biện nữa, không tranh với địch thì làm sao thắng địch. Trẻ sơ sinh mà sao độc trùng không chích, mạnh thú không vồ, ác điểu không quắp, Người khéo dưỡng sinh làm sao mà đi đường không gặp con tê ngưu, con hổ, ở trong quân đội không bị thương vì binh khí. Tại không tiến vào tử địa, nghĩa là không bao giờ vô rừng, mà ở chiến trường thì kiếm chỗ núp, không giao tranh ư. Còn nhiều lời chê trách nữa chẳng hạn có mấy chỗ mâu thuẫn, có lý cả đấy. Không đúng nhiều thì cũng đúng ít, nhưng người chê thì cứ chê người theo thì cứ theo không ai thuyết phục được ai mà hạng người thích lão tử lại rất đông họ không dùng lý trí để phân tích như hạng trên chỉ dùng con tâm để cảm thông với lão tử khi đã cảm thông với lão tử thì ta thấy con người của ông rất khả ái đáng quý cao thượng ông tuy bàn về chính trị nhưng không phải là một chính trị gia chỉ là một triết gia thuần túy nghĩa là chỉ đưa ra một lý thuyết không rõ cách thực hành. Ông thấy xã hội thời đó loạn lạc, vì thói đa dục, đa xảo, tranh nhau, ông thấy cái hại của văn minh, của chính sách hữu vi quá đáng, nên ông phản động lại. Bảo cứ theo cái hướng cũ thì xã hội sẽ loạn thêm, phải đổi hướng đi, và ông chỉ cho ta cái hướng ngược lại, phải sống đơn giản, bớt dục vọng, xảo trá, mà nhường nhịn nhau, đừng tranh giành nhau, tôn trọng tự do của nhau hướng đó đúng còn thực hiện ra sao tới đâu thì ông để các nhà cầm quyền quyết định nhưng ông cũng dặn khứ thậm khứ xa khứ thái nghĩa là đừng làm cái gì thái quá và nhắc ta cố giữ ba vật báo lòng tự ái tính kiệm ước thượng người từ kiệm bất cảm vì thiên hạ tiên nhiều khi ông nói quá nhưng chỉ là để đập vào óc ta cho ta chú ý tới đọc ông không nên theo nghĩa từng chữ mà bẻ ông từng lời. Nên như đào uyên minh, hội ý được thì thôi, bất cầu thậm giải không cần nghiền ngẫm chi ly. Ông biết rằng không thể phản phát triệt để, xóa bỏ hết văn minh mà sống như người nguyên thu được, cho nên mới đưa ra một mẫu xã hội trong chương 80. Khiến cho nhân loại được sống vui, chẳng là một lý tưởng đẹp ư. Căn cứ vào chương đó để chê ông tự mâu thuẫn với ông, thì đúng đấy, nhưng thật có hiểu ông không? Phần chính trị không phải là phần quan trọng trong học thuyết lão tử. Những tư tưởng bình đẳng trọng người thấp hèn, yêu người dần độn, tự do ít can thiệp vào đời sống của dân chúng, trọng hòa bình, không tranh giành, gây hấn với nhau, mà nhường nhịn nhau, tấm lòng khoan dung dĩ đức báo oán. Thương kẻ nghèo ai là người có dư mặt cấp thêm cho người thiếu thốn trong thiên hạ đây, và nếp sống tự nhiên, giản dị, tri túc, thanh tĩnh. Đó mới là những giá trị nhân bản rất cao, không triết gia chân chính nào không muốn hướng tới. Chúng có một sức mạnh thu hút ta, khiến ta hướng thượng, cao cả hơn, trong sạch hơn, vừa lãng mạn, vừa nên thơ. Sức hấp dẫn của học thuyết lão tử chính là ở chỗ đó. Cũng chính vì vậy mà trên 2.000 năm, ở Trung Hoa không có một người nào trong khổng phái mặt sát lão cả. Mặc dù như tôi đã nói trong phần ai ai, chủ trương của lão ngược hẳn chủ trương của khổng. Chính lão chứ không phải mặt hai hàng phim mới phản đối khổng mạnh nhất, khổng trọng thánh trí, nhân nghĩa, mà lão thì tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa. Họ chẳng những không mặc sát lão như hàng vũ mặc sát Phật, mà còn thích lão, trọng lão cũng ngang với khổng nữa. Một số thi hào Văn hào của khổng chịu ảnh hưởng lớn của lão như đào uyên minh đời lục triều, tác giả những bài đào hoa nguyên ký, quy khứ lai từ, liễu tôn nguyên đời đường, tác giả bài ngu khê thi tự, bạn thân của hàng vũ mà phóng khoáng hơn hàng, lý bạch với mạnh hạo nhiên, vương duy, nhất là hàng sơn đời đường, nhà nào cũng lưu lại nhiều bài bất hủ tả cảnh thiên nhiên. Tổ Đông Pha đời Tống với hai bài phú xích bích mà bài hậu xích bích có giọng phiêu diêu của một đạo sĩ. Môn họa của Trung Hoa còn chịu ảnh hưởng của lão nhiều hơn môn thơ nữa, có thể nói tất cả các bức tranh sơn thu, tùng bách, suối mây, cúc, trúc, mai, hạt đều nhờ lão mà có, mà những họa sĩ như Vương Duy đời đường, mệ phế đời Tống đều là những nhà nho kim lão dân chúng trung hoa cũng thích lão mặc dù xử thế thì coi khổng là chính họ cũng như các sĩ phu còn trẻ thì theo hữu vi của khổng mà về già thì muốn theo vô vi của lão gặp thời bình trị thì tận tâm giúp nước nhưng khi loạn quá rồi không cứu vãn được nữa thì rút lui giữ tiết tháo mà đợi một thời thuận tiện hơn tóm lại cả dân tộc trung hoa từ quan tới dân từ các học giả nghệ sĩ tới nông phu đều do bản năng cảm thấy rằng khổng và lão không phải trái ngược nhau hẳn mà bổ túc lẫn nhau. Khổng hướng dẫn họ trong việc tề gia, trị quốc, trong việc làm ăn. Cần thiết cho họ cũng như mặt trời cần thiết cho sự sinh trưởng của vạn vật. Lão nén bớt chí ham hở thành công. Dạy họ tiết dục, tri túc, khoan nhu như mặt trăng làm dịu tâm hồn của họ xuống. Khiến cho cái tâm của họ tỉnh hơn, mát hơn sáng hơn như cảnh vật dưới ánh trăng. Lâm ngữ đường trong cuốn The Importance of Living bảo nhờ lão tử mà dân tộc Trung Hoa mới tồn tại được trong 3-4 ngàn năm vật lộn với đời sống, mà không có nhiều người bị bệnh điên, bệnh thần kinh suy nhược, bệnh đứt gân máu như người phương Tây. Đọc bài 25 Thiên Tiên Tiến Luận Ngữ Thấy Khổng Tử cũng muốn như tăng tích, cuối mùa xuân, cùng với một nhóm thanh niên và em bé dắt nhau đi tắm sông nghi rồi lên hứng mát ở đền vũ vu. Vừa đi vừa hát, tôi có cảm tưởng rằng nếu sống đồng thời với nhau thì khổng, lão có thể là bạn thân của nhau được. Chí hướng, tâm hồn hai nhà như nhau, chỉ khác là lão tử là một triết gia thần túy, còn khổng tử vừa là triết gia vừa là một chính trị gia nên có ốc thực tế hơn, bảo phải dĩ trực báo oán. Về chính trị thì như vậy là phải, mà về tình người thì như vậy không cao bằng lão tử, dĩ đức báo oán. So sánh chương 77 của lão với bài một thiên quý thị của khổng, ta còn thấy thái độ của hai nhà hơn nữa. Cùng là nghĩ tới người nghèo, cùng mong có sự quân bình trong nước, lão tử với tư cách đạo đức gia than thở, ai là người có dư mặt cấp thêm cho người thiến thốn trong thiên hạ đây còn khổng tử với tư cách một chính trị gia nghĩ tới bốn phận của nhà cầm quyền, người có nước có nhà, không lo ít người mà lo không được quân bình, không lo nghèo mà lo không được yên ổn. Từ đầu thế kỷ 18, các nhà truyền giáo Ý, Pháp, Y Nho đã phát giác ra học thuyết lão tử cho người phương Tây biết. Nhưng qua thế kỷ sau họ mới dịch đạo đức kinh và từ đó các bản dịch, các bài phê bình mỗi ngày một nhiều. Đạo đức kinh thành tác phẩm của Trung Hoa được phổ biến nhất châu Âu, bỏ xa tứ thư, ngũ kinh, cả thơ lý bạch nữa. Một phần lớn vì thể văn cô động như châm ngôn với ý nghĩa vừa bí hiểm, vừa ngược đời của lão tử. Đại đa số độc giả phương Tây thời trước vì hiếu kỳ mà đọc. Gần đây, từ sau thế chiến thứ nhì, họ hiểu lão tử hơn và muốn tìm trong đạo đức kinh một phương thuốc trừ các tật hâm hở hưởng thụ quá ham tiến bộ, sống trái thiên nhiên của họ. Mắt can tên Max trong phần kết cuốn lao dêu bảo thời đại chúng ta ở Âu Mỹ nhiều người thích thuyết vô vi, hư tĩnh của lão tử mà xét cho cùng thái độ thuận theo tự nhiên, bất can thiệp của lão không trái tinh thần khoa học chút nào cả, vì một tinh thần thực khoa học bao giờ cũng tôn trọng luật thiên nhiên. Hơn nữa hai nhà khoa học K., Canwell trong cuốn Indifference of Earth 1972 và Victor C. Perkins trong cuốn Man 1969 đều khuyên người phương Tây trở về sống với thiên nhiên. Canwell bảo phải tuân theo luật thiên nhiên, hễ làm trái với thiên nhiên thì tất gặp tai họa và chúng ta nên ôn lại thuyết của Lão Tử, của Thánh François. Lời đó đúng, vì khoa học, kỹ thuật tiến bộ quá làm mất sự quân bình mất sự điều hòa trong vũ trụ đã lần lần thành lập trong mấy tỷ năm từ khi có trái đất do đó mà nhân loại ngày nay phải đối phó với các tai họa bột phát nhưng số hậu quả là một phần ba nhân loại đang thiếu ăn và sẽ có hàng trăm triệu người chết đói họa ô nhiễm môi sinh đất đai sông ngòi không khí bị nhiễm uế vì hơi độc của các nhà máy các xe hơi vì các chất sát trùng các phân hóa học. Chỉ nội hai cái họa đó thôi cũng đã gây ra cả ngàn cuộc thảo luận của các nhà khoa học khắp thế giới mà vẫn chưa có cách nào giải quyết nổi. Chúng thành cái nguy cơ trước mắt của nhân loại. Mất sự điều hòa trong vũ trụ, mà mất cả sự điều hòa trong bản thân ta, trong tâm hồn ta, hàm tiến bộ, hàm vật chất quá thì tâm hồn không được yên tĩnh, đạo đức suy, tình nghĩa giảm, đời sống cũng không hạnh phúc nhiều thanh niên Âu Mỹ đã chán cái văn minh tiêu thụ, hùng hục làm từ sáng tới tối để sản xuất cho nhiều, rồi tiêu thụ cho nhiều lại để sản xuất cho nhiều. Họ phản kháng lại xã hội của họ như bọn hippie, bọn provo. Họ đọc lão tử, thợ rô, rủ nhân sống nhẫn nhơ trong những vườn hoa, cánh đồng, gần gũi với thiên nhiên. Còn Ferguson thì đưa ra một triết lý mới mà ông gọi là tân chủ nghĩa thiên nhiên. Theo chủ nghĩa đó, con người là một phần của thiên nhiên hơn là một cái gì cách biệt với thiên nhiên. Toàn thể vũ trụ là một diễn trình biến hóa, một chuyển động không ngừng và con người là một phần của chuyển động đó. Cái chủ nghĩa ông ta bảo là mới mẻ đó, sao mà giống của Lão Tử thế. Là một phần của thiên nhiên thì không thể tách rời thiên nhiên được mà phải sống theo thiên nhiên, trong thiên nhiên, sống chất phát, giản dị cũng như Canwell đã khuyên. Hai nhà khoa học khác của Mỹ, bao và An Ehrlich, tác giả cuốn Population, Resource, mình San Francisco 1970 nhắn nhủ: Các dân tộc đã phát triển phải thay đổi thái độ đối với một số giá trị thời đại, sống cho lành mạnh mới là sung sướng, phải phân phát tài sản một cách công bình hơn. Bỏ ra 20% tổng sản lượng quốc gia để giúp một cách bất vị lợi các quốc gia kém phát triển lời của lão tử, thuộc năng hữu dư dĩ bổ thiên hạ. Còn các dân tộc kém phát triển thì đừng nên đua đòi các nước Âu Mỹ, sống theo lối Âu Mỹ. Còn hàng trăm nhà bác học khác chủ trương như bốn nhà kể trên, hàng trăm tác phẩm khuyên phải sống hợp với thiên nhiên, không sao đọc hết được vậy là ở phương tây đã bắt đầu có phong trào phản phát rồi đấy và có dấu hiệu rằng phong trào đó mỗi người mỗi lên đó là vinh dự cho triết học trung hoa vì theo chúng tôi biết đậu đức kinh là tác phẩm duy nhất trình bày thuyết vô vi bất can thiệp thuận theo tự nhiên một cách đầy đủ có hệ thống bằng một bút pháp độc đáo nửa như phú nửa như thơ chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 3 với nội dung dịch đạo đức kinh